Hello chị đẹp. Rồi, đang suy nghĩ gì mà đâm chiêu vậy? Chỉ cần chị đẹp mà nhíu mà chút xíu nữa thôi là chết con ruồi ngay giữa trán rồi đó. Đây, uống trà đi cho thoải mái đầu óc. Tôi không thể thoải mái được với cái bản báo cáo đần độn của cậu chiều nay. Sao? Hôm trước mới được giám đốc khen một câu, giờ không thể trở lại là người bình thường được à? Tôi nói cho cậu nghe, đi làm thì phải chứng minh bằng thực lực, chứ đừng trông chờ vào sự dễ dãi của người khác. Tôi biết rồi, tôi hơi cẩu thả, để chị đẹp phải mất mặt trước mọi người. Nhưng mà thôi, uống trà đi cho hạ hỏa. À, sao? Về chưa? Hay là tôi làm xe ôm đưa chị về nhé? Xe ôm như tôi hơi bị hiếm đấy. Vừa to cao đẹp trai ngon lành cành đào, lại vừa dành hết tất cả thời gian cho chị đẹp. Muốn gì nữa? Nói tiếng Việt. À, ok. And now chúng ta đi ăn tối được không? Này, đừng nghĩ là mời tôi bữa ăn tối rồi từ nay tôi bao che cho cậu nhé. Còn một lần nào như thế nữa thì mời cậu biến. Rồi, tôi xin hứa với chị đẹp á, tôi sẽ cố gắng, được chưa? Này, tôi hỏi thật nhé. Tôi để ý dạo này á, chị đẹp có nhiều tâm trạng quá. Chắc đây có chuyện buồn hả? Chị đẹp có thể chia sẻ với tôi mà. Thì là câu chuyện của người bạn. Nếu như cậu có một người bạn thân, rất thân, cậu tin tưởng người ta hoàn toàn, nhưng bỗng một ngày người ta làm những cái việc mà cậu không thể tưởng tượng được trước đó, thì cậu xử lý sao? Ồ, là sao tôi không hiểu? Chị đẹp kể chuyện mông lung quá. Thôi được rồi, đi ăn đi, rồi tôi nói chuyện tiếp. Chị đẹp! Chị đẹp! Đi cái gì mà nhanh vậy? À, cái chuyện lúc nãy á, theo tôi á, đã thân thiết với nhau rồi thì phải thẳng thắn. Dù sự thật nó mất lòng, nhưng nếu nó là thứ lòng đang mất á, thì cũng không có gì phải hối tiếc hết. Chính tôi trước giờ cũng không thích lòng vòng, chỉ sợ là đặt tình cảm nhầm chỗ thôi. Thôi, chấm dứt chuyện này tại đây. Ok. Ôi. Nè, mắt mù đến đâu vậy? Sang đường mà không nhìn muốn chết à? San. Anh nhắc em lại lần nữa, chúng ta vẫn chưa ly hôn mà. Sao hôm đó em say sưa với cậu ta, rồi em còn động tay động chân giữa bản dân thiên hạ. Anh không phải là thánh mà không khó chịu. Cậu ta là nhân viên của em. Nếu như em và cậu ta có quan hệ tình cảm thì em phải lén lút chứ. Sao hôm nay anh qua mà không có điện trước cho em? Anh chỉ định qua nhìn em một chút thôi, chứ không phải qua để đưa đơn à? San, anh xin lỗi em. Cái tin nhắn lúc đó là anh đã vội vàng. Anh cần thêm thời gian để suy nghĩ thấu đáo về việc này. Em thì không cần thời gian nữa, thì em cũng đã chuẩn bị sẵn đây rồi. Anh đọc và ký đi. Chúng ta không có gì ràng buộc, nên mọi thủ tục giấy tờ chắc cũng đơn giản thôi. Khoan, từ từ đã em. Em nghe anh nói này, kết hôn là một việc quan trọng, thì ly hôn là việc quan trọng hơn gấp nhiều lần. Hãy cho anh thêm thời gian, được không? Không. Em cũng mệt mỏi rồi, và quan trọng là em quá chán rồi. Anh đã rất trăn trở và suy nghĩ mãi là vấn đề nằm ở đâu. Anh cũng đã lục tìm đống hồ sơ và giấy tờ của bố, nhưng không thấy gì cả. Anh cũng đã nghĩ đến một trường hợp, người mà giống em như thế chỉ có thể là mẹ em. Chẳng phải là em giống mẹ như đúc à? Thôi Dũng ơi, đừng lôi mẹ em vào cái mớ bòng bong này nữa. Một mình em chịu xúc phạm tổn thương như thế là đủ rồi. Anh xin em, cho anh thêm thời gian để cân nhắc và tìm hiểu rõ căn nguyên của vấn đề. Khi mọi chuyện sáng tỏ thì... thì cũng không thể nhìn nhau thanh thản được nữa. Anh đừng nghĩ chỉ có một mình mẹ cố chấp. Bản thân em cũng cố chấp chứ. Vì từ khoảnh khắc em biết anh có một phần nào đó nghi ngờ em thì mọi chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Em không thể chịu được khi mẹ cứ bắt anh phải chọn giữa em và mẹ. Em không dám nhận mình là số 1, nhưng em cũng không thể chịu được cảm giác mình là số 2. Em cũng ích kỷ chứ. Em biết anh cũng không thể làm khác đi được. Giờ chúng ta giải thoát cho nhau nhé. San, ngày hôm nay chúng ta đồng ý ly hôn. Đừng níu kéo nữa anh nhé. San ơi, bao lâu rồi cô chưa về nước thế? Cũng lâu rồi anh. Ô, thế tôi đoán thế mà đúng cô là Việt kiều à? Sắp đến chưa anh nhỉ? Ngay trước mặt kia rồi.